Mến chào các bạn. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về hai từ nhận thức và kiến thức. Trước tiên, nhận thức. Nhận thức là từ gốc Hán. Nhận là hiểu, thức là biết. Nhận thức là hiểu biết do khả năng suy luận, phán đoán mà có. Thí dụ, anh đã nhận thức được vấn đề. Nhận thức được vấn đề ô nhiễm môi trường. Thứ hai, kiến thức. Kiến thức là từ gốc Hán. Kiến là thấy, thức là biết. Kiến thức là những hiểu biết có được nhờ học tập và từng trải. Thí dụ, vào đại học, tôi đã tích lũy rất nhiều kiến thức. Giờ đây, tôi truyền thụ kiến thức cho thế hệ trẻ. Như vậy, nhận thức và kiến thức là hai từ có nghĩa khác nhau. Tùy theo văn cảnh mà chúng ta dùng từ nhận thức hay kiến thức. Các bạn thân mến, tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ thúc dục hay thúc dục. Mến chào tạm biệt các bạn.